Thưa quý vị, thành phố Hà Nội sẽ dành hơn 9 tỷ đồng để hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng trong vụ cháy tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Đây là nội dung được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua trong kỳ họp thứ 13 khai mạc sáng nay. Đối với người phải cấp cứu và điều trị tại cơ sở y tế, Hà Nội sẽ hỗ trợ mỗi người 30 triệu đồng. Toàn bộ chi phí cấp cứu và điều trị thực tế của các nạn nhân được hỗ trợ hoàn toàn, dự kiến khoảng 50 triệu đồng cho một người. Hỗ trợ tiền tạm cư đối với mỗi hộ gia đình là 6 triệu đồng một tháng trong vòng 6 tháng, hỗ trợ đối với cá nhân ở ghép 1,5 triệu đồng một người trong 6 tháng. Học sinh, sinh viên được hỗ trợ học phí, chi phí học tập 15 triệu đồng, tương đương với mức học phí và chi phí mua sách vở trong 3 năm học. Hỗ trợ trẻ mồ côi mất cả cha và mẹ là 100 triệu đồng và 70 triệu đối với trẻ mồ côi mất cha hoặc mẹ. Hỗ trợ đại diện thân nhân người thương vong 50 triệu đồng một người. Hỗ trợ chi phí tang lễ với người tử vong bao gồm tiền hỏa táng, tiền khâm niệm, tiền thuê nhà tang lễ khoảng 10 triệu đồng. Dự kiến tổng mức chi phí hỗ trợ cho các nạn nhân trong vụ cháy là 9,2 tỷ đồng, lấy từ nguồn ngân sách thành phố Hà Nội và quận Thanh Xuân. Trong sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng thông qua nghị quyết về các biện pháp tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố với 9 nhóm biện pháp và 32 nhiệm vụ.